Chơi. Đến nơi rồi nhá. À, bên này. Đây, công ty của ô tô đứng đầu thế giới đây. Một trong những công ty đứng đầu thế giới đây. Còn đây, này đi chơi bên này. Đây cái gọi là cái hồ tương đối không to lắm, tương đối nhỏ thôi. Ôi trời. Và hơi có nhiều rêu nhá. Cậu ra ngoài hôm nay tập đi câu cá thôi. Tập đáp mồi thôi. Gió rất là mát. Chơi thôi. Mắc mồi câu cá thôi. Đầu tiên mắc mồi ăn. Chim chóc gớm nhỉ. Thịt ngu thôi. Thôi, ngại ngu quá rồi. Để đi. Người phụ nữ đi đằng trước, nhân tình đi đằng sau. Đừng chỉ bẫy em. Tí mà về mà cắt đi nhé. Úi giời, chiên kìa. Nào, phải lấy khóa linh vậy á. Lồng thì cầu lúng túng quá. Từ từ anh ơi, không phải vội đâu. Cổ anh Nhật ông chạy thì vội thế ấy. Tao nghĩ vội như này là chắc là lỡ mất đi. Anh chúng tôi bảo thanh niên kia đang mắc gì ạ? Chạy vội quá. Chứ ở đây bến xe thì không có. Công việc thì cũng xong rồi. Ôi trời ơi. Đấy. Đây gió rất mát nhá. Anh tôi đang ngồi hóng gió. Đây mát không bác? Úi giời. Rồi. Quay lại chủ đề chúng ta này, ngồi câu ạ. Câu cá tí giá thú. Câu đáp đang học đáp lua nhá. Đấy.
Bên đây có cá không Viên ơi? À có cá. Ô cửa khẩu kia có gì mà nhìn hoàn nhã ấy? Cá con à? Ừ, kìa. Ở phía xa là cá. Úi. Cá quẫy như thật nhá. Đây ngoài không có cá này là cá rất nhiều nhá. Qua cầu hay không thôi nhá. Úi trời, cá chép nhảy kìa. Đấy, thấy không? Bạn thấy không? Cá cá chán sâu như nước dạo này, cá thích bơi, nhảy lên bờ. Bơi lên không thôi. Cá chép chuẩn bị hóa rồng nhá. Này. À, rất nhiều. Thế nó mới chỉ là phần đá thôi chứ nó không phải phần cá. Ông câu cá ở đâu nhỉ? Vừa mới xuống dưới rồi. Thôi tôi sẽ để ăn mồi bạn ơi.
đang thất lạc nhưng mà cá ngoan luôn. Cá với mồi đi quanh nhau nhưng chưa bao giờ quen, chưa hề quen biết nhau. Cho nó cụp như thế nào? Đấy. Mình đi quan nhau như chưa con hề quen biết nhau luôn, bây giờ cá thì là cá. Mắc con nữa thôi xong vậy. Có đem vô đội sau cả tiếng đồng hồ câu không được con nào à, mà à, cái hồ này thì rêu hơi nhiều, câu toàn mắc rêu không có cá ăn rồi, chúng ta đã ra đây xe đi về thôi à, về thôi. Đây xe bên này cơ.